Xin chào quý vị và các bạn. Trong mấy ngày vừa qua, do chịu tác động của vùng hội tụ gió trên cao nên ở các tỉnh miền Bắc đã có mưa dông xuất hiện. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm. Dự báo từ hôm nay cho đến ngày 16 tháng 8, vùng hội tụ gió sẽ hoạt động mạnh dần lên. Do vậy, Bắc Bộ sẽ có mưa dông trên diện rộng và thời gian mưa thì có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong ngày. Cụ thể ở Bắc Bộ sẽ có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 150 mm một đợt. Khu vực vùng núi có mưa rất to và dông với lượng mưa từ 150 đến 250 mm. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Cao Bằng, Quảng Ninh, cục bộ là trên 250 mm. Người dân cần đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Ngoài ra, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ tại các tỉnh thuộc khu vực vùng núi. Đối với các tỉnh miền Trung, suốt từ 26 tháng 7 cho đến nay, nắng nóng bao trùm khắp các tỉnh, từ Thanh Hóa trở vào đến Ninh Thuận, ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân nơi đây. Dự báo từ ngày 15 đến 16 tháng 8, khu vực Bắc Trung Bộ sẽ có mưa dông cục bộ vài nơi, khiến nắng nóng cũng sẽ giảm đáng kể. Nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày tới tại khu vực này dao động quanh ngưỡng 33 đến 36 độ. Trong khi đó, nắng nóng và nắng nóng gay gắt vẫn tiếp tục duy trì dọc các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cho đến Phú Yên, với mức nhiệt cao nhất khoảng 35 đến 38 độ, có nơi cao hơn. Còn với các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận, cường độ nắng bớt gay gắt hơn nên nhiệt độ cao nhất trong khoảng 32 đến 35 độ, có nơi đạt 36 độ. Hôm nay khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có khoảng thời gian tạnh giáo, có nắng từ sáng đến 13 giờ chiều. Nền nhiệt trưa chiều ở Tây Nguyên là từ 29 đến 32 độ, Nam Bộ là 32 đến 34 độ. Sau 13 giờ chiều, mây dông phát triển và gây mưa rải rác trở lại cho cả khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Trong cơn dông, người dân vẫn cần cảnh giác với lốc sét và gió giật mạnh. Chuyển sang những thông tin thời tiết biển. Hôm nay trên hầu khắp khu vực Biển Đông, bao gồm hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, vẫn thịnh hành gió Tây Nam với cường độ khoảng cấp 4, cấp 5. Mưa dông xuất hiện rải rác khiến tầm nhìn xa giảm xuống chỉ từ 4 đến 10 km trong mưa,